Rồi, xin chào tất cả quý chú bác mình ha, tất cả anh chị em bạn bè người xa. Bạn đang mua cá hôm nay ngày 7 tháng 10 nha. Em tiếp tục lên video toàn hàng lựa đẹp không cho anh em mình lựa chơi nè. Đó, tất cả đều hàng đẹp hết, mướt mùng mương luôn. Có nhiều cá rất là đẹp, rất là độc nha anh em. Đó, vào kênh của em, anh em xem, anh em có đăng ký ủng hộ em thôi. Còn mua không mua gì anh em xem, mê là được ha. Để nhiều khi có em chia sẻ cái kinh nghiệm của em á, để nhận diện cái cần câu này em có chia sẻ ra đây luôn, để anh em mình có phần biết thêm ha. Đó, phí ship bên em thì mặc định là 30.000 trên một sản phẩm thôi. Phí ship là ship tận tay quý anh em mình, kiểm tra thanh toán và trả tiền, không mất thêm gì hết, 30.000 nữa nha. Hai đơn em sẽ hỗ trợ bao ship, còn một đơn là 30.000. Chốt đơn thì quý anh em mình vui lòng chốt đơn qua số điện thoại hoặc Zalo của em là 0919 192035, em tên Nghiệp nha. Đó, rồi sẵn đây em chia sẻ về cái vụ mà cái video hôm qua em lên em bán lô, tại vì em sốt mệt quá. Đó, em lười bán lẻ nên em xô ngang luôn. Xô ngang người ta mua liền à. Đó, tại vì cái hàng của em á, xin lỗi chưa chắc thì mới năn nỉ em bán đâu. Đó, cái hàng của em á, thì em có chia sẻ giống như là em mua ở bên Nhật, có một cái người anh bạn của em nó giống như dựa da chai gì đó, gom hàng nó cắt cho mình xô bồ là một đống gì đó, hơn một đống, lâu cái một tháng hai tháng nó gửi biên lận xô một đống gì đó, rồi nó xô ngang nó bán cho mày, tao bán cho mày nguyên một đống này 300 triệu, 400 triệu hay là 200 triệu đó, bán một đống đó, về mình tự phân loại, mình tự ấy hết, mình nhìn không ra đâu, nó chụp một đống thôi, nó vài tấm hình thôi, 50 tấm hình nó chụp một đống như đó. Nhìn vô đó. Đó, cái đó ví dụ em mua, khách của em mua rồi, mối của em rồi, mua rồi nói chung là có lời có lỗ có này có kia. Rủi ro vẫn còn rủi ro sức sức rất là cao. Đó là cái phần đó là cái phần mua hàng của bản thân em, mua từ trước đến giờ là mua theo cách như vậy, vẫn có rủi ro nhưng em có phải không rủi ro nha. Có những lô là về bán hộc máu họng luôn á. Đó, còn cái vụ hồi tối em bán với quý anh em mình á, là em chia sẻ gì đây, có nghĩa là cái hàng đó về, hàng em về em chỉ phân loại ra thôi, có nghĩa là em không để xuyên một đống thôi, anh em nhìn anh em không có rõ đâu, anh em mà mới vào nghề hoặc chưa bán chưa rành về cái cần câu á, anh em nhìn anh em không biết nổi đâu, em mới ngồi rảnh em phân loại ra. Ví dụ lô đó là 350 cây đi, cái lô vừa rồi là 350 cây, thì em giả sử nha, 350 cây thì giả sử là 350 cây toàn bộ carbon hết, 350 cây em bán ví dụ lô đó là 200 triệu đi, và thực chất là giá nó khác nha, không phải do đó đâu, giá rẻ hơn nhiều. Em ví dụ như vậy là 350 cây, 200 triệu là xô hết nguyên một đống là 200 triệu tiền Việt mình, thì em sẽ phân loại, ví dụ em xô một đống anh em nhìn em không biết đâu, ví dụ em dồn một đống 350 cây nó chất lên một đống cao bự như nè, anh em nhìn nó đâu biết được trọng nó có bao nhiêu hàng đẹp, hàng xấu, hàng hư, hàng rẻ, anh em không biết được đâu. Em mới phân loại ra, về em phân loại ra là em chia ra cái vụ mà những mặt hàng mà từ 1,5 triệu đến 3 triệu em sẽ bỏ riêng ra một bao, còn hàng từ 1 triệu đến 1,5 triệu em bỏ riêng một bao đó, rồi hàng từ 700 cho đến dưới 1 triệu phân loại em bỏ riêng một bao, còn ví dụ một hàng mà từ 500 đến dưới 700 em bỏ riêng một bao, và hàng từ 200, 300, 400 em bỏ riêng một bao. Đó là cách của em về em chia hàng ra, cái vụ lô hàng nào về em chia hàng ra, em nhìn vô là em cân đối, em biết cái lô hàng này em lời được bao nhiêu và em bán như thế nào giá cả cho nó hợp lý. Đó là cách của em. Em cũng vậy, cái lô đó em phân loại ra xong nhưng mà em mệt quá em không lên bán lẻ nổi, sẵn đó em mới xô ngang cho anh em mình luôn. Ví dụ như cái lô đó đi, cái lô vừa rồi làm phân loại ra là nó có khoảng 100 cây là từ 1 triệu đến dưới 1,5 triệu nữa, anh em có thể bán giá, nên có cây bán 1 triệu, có cây bán 1,5 triệu, có cây bán 1,1 triệu, 2,3 triệu gì đó, có nghĩa là trên 1 triệu dưới 1,5 triệu, khoảng 100 cây, rồi khoảng 50 cây là từ 1,5 triệu đến 3 triệu, có nghĩa là tối thiểu anh em bán lẻ, anh em bán rẻ nó cũng phải là 1,5 triệu, và có những cây giá trị tới 3 triệu, 4 triệu cũng có nữa. Đó là phân loại ra nó như vậy thôi. Ví dụ cái lô đó em bán cho anh em mình là 200 triệu đi, và anh em ngồi anh em tính nhẩm là 100 cây cần từ 1 triệu, từ 1 triệu cho đến 1,5 triệu, em tính rẻ 1 triệu thôi, thì anh em 100 cây thì anh em bán được 100 triệu, còn 50 cây nó từ 1,5 triệu cho đến 3 triệu đang tính rẻ nhất, thấp nhất là 1,5 triệu, 100 cây thì được 75, có 50 cây thì được 75 triệu, coi như là mình bán hết hai cái bao 150 cây đó, mình được 175 triệu rồi, và chỉ còn có 25 triệu cho 200 cây carbon còn lại, là anh em sẽ cân đối anh em lời được bao nhiêu trong đó liền. Nó còn những cái cây hàng dập nát gãy hư em quăng ra hết rồi, nó mới còn chổng đâu. Đó là cái cách. Đó, bởi vì khi em chia ra, anh em lên anh em nhìn vô là anh em mua liền luôn. Mua liền trong 30 giây, không có suy nghĩ gì hết. Quá lời. Còn những cha mà đâu mới nói chuyện ngu như bò vậy á,
nguyên một bao gì đó, anh bán một bao đó là 1 triệu ha anh, một bao đó là 500 ngàn anh. Ủa mày điên hay gì, một cây cần của người ta là người ta bán 1 triệu mấy 2 triệu rồi, mày mua nguyên một bao đó 1 triệu mày khủng, mày dinh dời mày gất xuống. Còn bao đó bán rẻ nhất một cây cũng 500 ngàn, rồi mày mua nguyên bao 500 ngàn có bị khủng không, điên hay gì đó. Đó là cái cách em trước giờ buôn bán là cách riêng của em, mỗi người có cách tính tiền khác nhau, nhưng mà cách của em như vậy nên em mệt quá nên em xô ngang luôn, họ mua liền chứ gì. Còn xin lỗi bình thường, còn xin lỗi chưa chắc không bao giờ gỡ được mấy cái hàng này của em đâu. Em ngồi em bán lẻ một ngày em bán mấy chục đơn, ngày em bán mười mấy 20 đơn, 20 đơn, có những ngày em bán 30 40 đơn, mắc mớ gì mà em phải ngồi em giao lô gì để em bán lẻ gì đây, tèn tèn giá nào không bán không được. Nó còn về cái giá mà tự quyết định giá nữa, thật em bao tất cả đâu có thằng nào mà dám kình giá với em đâu, em muốn bán nhiều em bán thôi, hàng em về như vậy đó, đâu có thằng nào mà đủ 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 đô mà để về số lượng hàng như vậy đâu, ngồi bán như em đâu. Đó, nên tất cả cái giá cả em cân đối em bán đủ hết. Có những lúc em bán giá này, có những lúc em bán giá khác, nhưng mà em đảm bảo là giá em sẽ cảm thấy là hợp lý so với bản thân em để anh em mình về chơi nha. Nên anh em thấy đa dạng mặt hàng, một ngày mấy chục, một video là mấy chục đơn hàng, mấy chục mã hàng, một tháng nên điều 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 hết là mấy trăm mặt hàng khác nhau. Đó nên em xem em mua thoải mái vô tư luôn. Đó là cách bán hàng của em nha. Còn những cái cha mà tào lao mới lao mới lao rồi vô xàm láp kìa, nó đâu ra hàng bao 500 ngàn, nó đâu ra hàng bao. Em nói thật, em lấy cái xác thôi, em tháo cái khoen của một cái cần câu thôi là em bán phải hơn 500 ngàn rồi, tháo một cái bộ khoen ra thôi xàm láp rồi. Mất thời gian quá nhiều rồi nha em trở lại vấn đề này. Đó là cách chia sẻ riêng cái cách buôn bán cá nhân của em riêng đó. Thì có những anh em nào mà buôn bán khác cũng có thể tham khảo một cái cách tính tiền của em như vậy. Đó, cái rủi ro của em là em ôm sạch rồi, em giao lô là cái rủi ro, mà lỗ là em ôm sạch rồi, anh em chỉ còn lời, mình lời ít hay nhiều hoặc lời bao nhiêu là do cái cách buôn bán của anh em còn lại thôi. Đó, nha. Lâu lâu nào mệt quá mới xả thôi nha, chứ không không thôi không 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 có vé mà mua được lô của em đâu. Ừ. Rồi, không mất thời gian nhiều luôn, em trở lại vấn đề như thế này. Lô mà em nói 350 cây 200 triệu là không có đâu nha, thực chất nó thấp nhiều, nó còn rẻ hơn nữa, nó không không tới 200 triệu đâu. Nó anh gì anh mua đó anh biết mà, em nói cho anh có theo dõi video này anh biết đó. Rồi không mất thời gian nhiều, em trở lại nha, trở lại vấn đề. Cái cây cần đầu tiên em gửi đây nè, mình cái cần fly nha, cây cần này cái hộp hộp vip của ông Daiwa luôn nè, nhưng mà cái ruột này đã không phải nha. Đó, nhìn tất cả mà tính năng của nó không giấy tờ hợp sách đàng hoàng luôn, nhưng mà trong ruột lại là cây con Ruby nha, cho nên cần play là cái thông số trên hộp nè. Nói chung thông số này không phải cần của nó nên em tham khảo nha, nên em có thể mua, nên em lấy cái hộp này em đừng cần câu để em đi câu nó không bị chảy xước qua đập nha. Đó, cần trong ruột là cây con Ruby nha nè, nó đểu vậy đó, không còn cái ruột của cây vip này nó mất mẹ rồi đó. Đây đó, cái cây này là cây fly nha em, cái này hàng Riwi, cây fly cột chiên cột suối nha, cột suối hoặc cái cây này á, anh em về anh em câu câu đại được nha, nếu mà anh em thích câu đại anh em câu cảm giác nó được nha, bao phê luôn. Cái phôi này nó có thể nó cong hình chữ cờ hoặc cong hơn chữ cờ được á nha em, chữ C á. Cây này hàng Riwi nè, Raffia là hàng carbon nha em, Raffia nè, đó dài 2m74 là 9 feet nè. Ủa mà cây này số 6 số 7 nè trời. Đó, cái cây này ply này thông số được số 6 số 7 nếu anh em đang tìm có nha. Thông số nó hơi bị hiếm nha. Nó thông số 6 số 7 nè. Đó. Được cái hộp đó nha anh em. Cái hộp cần rất là xịn sò. Cây đai qua vip, cây đai qua bị rút ruột rồi. Nó độn cây Rewi này vô. Đó. Cái cây này thông số khá là hiếm nha anh em. 27 thì cây này anh em có ply không câu thì anh em về anh câu câu đài, câu thử câu đài á. Siêu cảm giác luôn, câu bao phê luôn. Đó, cây này mã số 1 nha, mã số 1 em bán với anh em mình giá 600 ngàn mã số 1. Tiếp theo mã số 2 em gửi đến anh em mình cái cần hai chi hai khúc cần dây trong đẹp nhức nách luôn, carbon giả trúc tuyệt vời, hàng Suzumi đời mới đời cao, bật máy Fuji chính hãng nha nè, 2m1 bezel đặc biệt luôn nha, khoen xích gòn
quá đẹp, quá chuẩn luôn. Anh em chơi 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 sưu tầm được cây quá đẹp. Cây này mã số 2 em bán giá 600 nha. Mã số 2 600. Để em báo thông số luôn. Cân nặng 168 g. 68 g ngọn 2 ly, mã số 2 em bán giá 600 luôn. Tiếp theo lên cho anh em mã số 3. Anh em không thích dây trong nên em chơi dây ngoài. Cây này hai ngọn luôn, cũng cần he chi, hai khúc hai ngọn nha. Hàng con Ryobi, bắt máy Fuji nha. Cây này hàng của Korea, sản xuất Kora xuất Nhật, một ngọn cứng 20 và ngọn cứng 30, dài 2m4 nha anh em. Hai ngọn hàng carbon. Theo xuất Nhật đây. Cần rất mới hai ngọn. Ngọn ngắn, ngọn dài nha anh em. Ngọn ngắn là cứng 20, còn ngọn dài cứng 30. Đó. Rất đẹp nha anh em. Đó, cây này mã số 2, bán giá 650 nha anh em, cân nặng của mình 180 g, là tổng thể có hai ngọn luôn. Một ngọn là 1 ly và một ngọn là 1 ly 2. Mã số 3 650. Tiếp tục lên cho anh em mình mã số 4. Cần ISO phen nhỏ cho anh em, cây này hàng của Shimano. Mới chát đẹp xuất sắc luôn. Nguyên zin toàn bộ, bắt máy Fuji. Phen Fuji đột 3 dài 5m4 nha. Cây này hàng Indo, sản xuất Indo xuất Nhật nha. Đó, đột 3 54, thông số đẹp quá, đẹp chuẩn quá chuẩn luôn. Toàn bộ là phen Fuji hết, đã thay đầu bu xít nha anh em. Cái này là bên Nhật nó thay sẵn nha, em không có thay nha. Nó thay đầu bu xít vô nè, còn là Fuji. Bên xoắn. Mới lộng linh lộng lẫy luôn. Cái này là mới bóc luôn phôi nè, mới bóc luôn. Nói chung là mới chát nha, nó chỉ có thay cái đầu bu xít thôi. Còn lại là rất đẹp. Cân nặng của mình là 309 g. 309 ngọn của mình, cây này là 1 ly 1 ly 3. Cây này mã số 4 em bán giá 1 triệu anh em. Cây này đúng là phải 1 triệu 2 đến 1 triệu rưỡi so với độ mới như cây này. Nhưng mà thôi bán 1 triệu thôi. Nhẹ nhàng tình cảm. 1 triệu nha. Tiếp tục lên cho anh em một cái súp carbon. Đó, cây súp carbon nha anh em. Cây này cũng rất đẹp, rất mới nè. Bên em toàn hàng, em tuyển hàng đẹp hàng mới mà, bắt máy Fuji tâm vàng. Dài 3m6 nha nè. Đó, tem Nhật. 3m6, tất cả đều được phen Fuji hết. Toàn bộ phen Fuji đẹp nha. Còn xoắn này. Chung cây này phôi rất đẹp. Đẹp mà mới nữa. 3m6 thì cây này ngọn zin. Thì nó chỉ có cái chỗ ngọn chỗ này nè. Nên không có quấn chỉ chỗ này nè. Chỗ đầu bu nè. Đó, còn lại là cần mình nguyên phôi zin, phen zin toàn bộ hết, cứng tầm khoảng 27 nha, 27 hơn tí. Hơn 27 hơn tí nha, dài 3m6. Súp carbon, cân nặng của mình là 328 g. 328 ngọn của mình là 2 ly 2, 2 ly 4. Cây này mã số 5, em bán giá 800 nha. Số 5 800.000. Tiếp tục lên cho anh em mình cái cần full hộp nha nè. Một cây cắm gốc. Vừa câu đứng vừa câu ngang nha. Cây này thích hợp cho anh em câu trên bè trên thuyền rồi. Nha. Đó, full hộp. Mới chát luôn. Cây này hàng của Masaki nè, Misaki nè. Rơm da băng là hãng của da băng và được sản xuất tại China nè. Nó và xuất ngược là cho thị trường Nhật nha anh em. Thông số đây. Hai khúc nè. Thu gọn 134 cm nè, ngọn ly 2, góc 14 nè. Nặng 148 g nè, thấy chưa anh em. Cứng tầm 20 đến 40. Đó, cần như vậy. Còn trong ruột nè. Toàn bộ là xích hết nè anh em thấy chưa? Cần mình đây. Thông số em báo chi tiết rồi nha. Còn đây cái cần, anh em nào mà mạnh mẽ rồi men lì rồi đó, kiếm điểm tìm sim thì lấy cây này. Đó, thông số chi tiết nãy em báo với anh em mình rồi. Nha, phi sai nha, em cái bắt máy này là anh em có thể câu được máy đứng, cũng có thể câu được máy ngang nha, hai loại luôn. Đó, quen xích hết nha nè. Cần rất đẹp, đồ bu chống sáng hết. Đó, thông số báo chi tiết em nữa rồi, cây này mã số 6 nha, em bán giá 900. Số 6 giá 900, tiếp tục lên nha anh em, cần tay lóng ngắn nha anh em. 1, 2, cây này thu gọn 55 cm. Nha, cần tay lóng ngắn thu gọn 55 cm, 5m4 cứng đều, 4H 4H rưỡi nha anh em. Cứng đều 4H 4H rưỡi, tem xuất Nhật đây. Thì anh em mà chuyên quấn cần tay lưu ý nha anh em, những cái cần tay lóng ngắn này á, nó là phải ngọn nhỏ nha anh em. Cần tay lóng ngắn mà anh em tìm ngọn to là chết đó. Ngọn to đóng là gãy liền đó. Tại vì á, những kỹ sư bên Nhật á, nó thiết kế chân rồi, nó không có làm cần ngang tàn đâu.
Đó, ngọn nhỏ để nó chia đều lực tải trên cần mình ra. Nó còn mà ngọn to mà cần lóng ngắn nữa là đóng là gãy 800 khúc liền. Nè, nó tải lực chia đều ra. Đó, nè thấy không? Anh em về dụng này đi. Về anh em cắt cỏ ngọn bự xuống đây nè, anh em giật cá là nó sẽ gãy xuống những lóng như này. Anh em lưu ý giùm em ha. Đó, cây này 5m4, cứng đều tầm khoảng 4h, 4h rưỡi nha anh em. Nó thu gọn 55 cm. Ngọn cây này 0.8. Cân nặng là 220 g, cây này mã số 7. Em bán giá 700. Mã số 7 giá 700. Tiếp tục lên nha anh em, mình có cần rút dây trong nha anh em. Có cần rút dây trong, cây này hàng con đây qua. Nó có cái nút như này nó bị lờn nha anh em về anh em xử lý dán keo làm lại cái nút đít tùy mềm. Đai qua Honda Lock nha, bắt máy Fuji đai qua chính hãng nè, bắt máy đời cao luôn. Máy đẹp xịn sò. Cứng 50, dài 3m1 nha, cần rút dây trong, Shear Power Z. Cái này hàng Made in Korea, sản xuất Kora xuất Nhật nha anh em, hàng đai qua chính hãng. Hàng Fuji Interline. Hàng xích hết. Một màu xanh dương nước biển nha anh em, nguyên zin nguyên bản hết, đẹp nhất nách luôn. Nó chỉ có cái nút đít là nó bị lỏng dưới đó, anh em về anh em xử lý giùm em. Hàng xích hết. Cây này cân nặng của mình 330 g. Ngọn nó chắc 3 ly mấy luôn. Rồi ngọn 3 ly rưỡi luôn nha anh em. Cây này mã số 8 này bán giá 600 nha anh em. Mã số 8 giá 600. Rồi tiếp tục lên cho anh em mình ISO cây nhỏ nha. Cây này đợt trước em có ăn cây, em bán rồi. Hôm nay về được cây nữa thì đợt trước anh em nào mua không kịp thì có thể mua lại cây này nha. Nó tê bồ lớp cho nên giờ về anh em rửa được nha. Bắt máy Fuji tem vàng ISO phen nhỏ độc 5 nha. Đấy, ISO phen nhỏ độc 5 nha, hiếm cực kỳ nha nè. Độc 3 là cứng lắm rồi, là kiếm không ra rồi, kiếm hay bị hiếm rồi. Độc 5 5m4 nó tê bồ lớp nguyên zin nguyên bản toàn bộ hết từ đít với ngọn đây Fuji hả. Rất mới nha, lâu lắm rồi, cây trước kia em bán chắc khoảng 2 tháng trước rồi. Nó nay về đường cây nữa nè, nguyên zin nguyên bản toàn bộ nha anh em. Đọt 5 nha, 5m4, cân nặng bốn trăm năm mươi gram. Ngọn của mình là 1 ly 8. Rồi cây này mã số 9 giá 1,8 triệu nha, vẫn bằng cây trước luôn nha. Đó, nếu anh kia nếu mà đặt trước có mua một cây nữa thì lấy cây này đủ một cặp thì em đảm bảo anh em mình là bá đạo luôn, đủ cặp đột năm là bá đạo luôn, đố một kiếm. Tiếp tục lên anh em ISO khoen lớn nè, cây này ISO khoen lớn hàng carbon nha anh em, hãng là Tactic Enjoy, cũng hãng của Nhật nha anh em. Nó mà chỗ này dính dơ nè, về anh em lấy đồ anh em chùi gỡ đi giùm em. Ui dơ cũng chỗ này thôi. Bắt máy Fuji carbon. Cây này đọt 4 nha anh em, đọt 4 và 5m4. Nè mấy chỗ này dính dơ rửa ra hết nha anh em. Xoắn hai da nè, em có thấy nào. Nó xoắn bị chép hai da dưới góc nha nè. Cái này chỉ hai da góc thôi, còn nó lóng trên là carbon xoắn nha. Đó, đọt 4 luôn, và 5m4 luôn. Tất cả đều fan Fuji đẹp hết toàn bộ, không lỗi fan nào. Đây, đó, carbon xoắn nhau rất mới nha nè. Cái góc mình có dính dơ, có chạy xước sơ sơ thôi, còn có lóng thì rất là mới. Rất là mới nha nè. Rồi, cây này cân nặng của mình là 446 g. 446, ngọn của mình là cây này ngọn 1 ly 8 luôn. Rồi, cây này mã số 10 em bán giá 900 nha. Mã số 10 giá 900. Tiếp tục lên cho anh em mình một cái cần sút carbon. Một cái sút carbon cây hàng Olympic nha, cây này hàng nội địa. Olympic 4,5 m nha nè. Sút 4,5 m, hàng Olympic nội địa nha. Bắt máy Fuji tem vàng, cây này cứng tầm khoảng 27 nha nè, 27 vẫn cứng nảy toàn thân nha. Máy special nè, máy special đặc biệt 4,5 m nè. Súp của Olympic nội địa nha. Tất cả đều fan Fuji hết, fan Fuji đẹp luôn nha, không lỗi lầm. Đó, cây này có cái phôi trong đó nè. Nè, cái chỗ này nè. Nước sơn bóng bên ngoài nó bị rợp và nó bị sọt nha. Nè. Đó, anh em có thể thấy nha. Đó,
Nhưng mà phôi cây này phôi nội địa chất lượng đó nha anh em. Thì ví dụ quý anh em chú bác nào mà không chê cái cây này nó bị xấu chỗ đó thì anh em lấy cây này câu là ổn nhất, phôi phôi nội địa nha. Nếu mà anh em về anh em quấn bạc bãi thì anh em quấn bạc bãi một thời gian em nghĩ nó cũng sẽ xấu như này thôi. Giờ anh em mua cái cần đẹp anh em quấn bạc thời gian thì nó cũng te tua nát bấy thôi, tại vì cát á nó dính như lóng này nằm gút một thời gian nó cũng nát như tương thôi đó. Thì cây này được cái phôi ngon nha nè, cứng tầm 27, nó cứng toàn thân nha, cân nặng là 600 gram. Ngọn của mình là 2 ly 6 2 ly 8, cây này mã số 11, em bán giá cũng 800 luôn nha. Đó, nói chung giá bên em mà anh em mua hàng không được anh em mua kinh cho khác được đâu, hàng em về khủng lắm chứ không phải bán lẻ lẻ cốc can như mấy người khác đâu. Tiếp tục lên cho anh em mà nó cán giật VIP nha anh em, cái này là cán giật VIP nha, cán giật Gamma Katsu đời cao luôn. Đây anh em đừng nghĩ cán giật nó rẻ nha, những cái cán giật hàm Gamma Katsu như thế này nè bên Nhật á, khoảng 50.000 yên là giá mềm. Anh em có thử tìm hiểu thử đây, đừng đừng nói cán vật nó rẻ nha, anh em chơi chuyên anh em sẽ biết nha anh em. Cán vật Gamma Katsu có những cây muỗng nó múc màu thì thôi, anh em tính ra tiền Việt cây muỗng mà để anh em khỉ màu vậy á, anh em tính ra tiền Việt nó cũng phải 3-4 triệu cây muỗng đó. Em cũng không biết là nó bán nguyên Nhật nó chơi kiểu quái vậy, còn điên ba lần ba trận nó cho em còn giọng vô mặt nữa chứ đừng nói tiền nó khùng điên lắm nha anh em. Đó, còn những cái hàng thương hiệu như thế này nè anh em mua là đáng đồng tiền nha, hàng Gamma Katsu đó, Made in Japan nè, bản special luôn nha nè, Gamma Katsu bản special đặc biệt original gì đó không biết, original and gì nè đó, 5m3 cứng ngắt luôn nha nè, cây này cán vật 5m3 thẳng từng cứng ngắt luôn. Cái đen này như nó bằng titan luôn á, giờ cái màu này nè, cái màu này em nghi nó bằng titan lắm nè. Có sờn có xước nha nè, nhưng mà tổng thể vẫn còn ngon nè, cán vợt nè, mấy cái đầu lóng này nó gia cố hết rồi, chuyên cán vợt mà. Đó. Có sờn có xước có ố nha nè, nhưng mà tổng thể vẫn còn mượt nha. Đó, đẳng cấp của đẳng cấp. Để em đo cái rèn này như bao nhiêu. Ồ, cây này rèn 12 nè, nó thường thường nó rèn 11 mà cái này rèn 12 nè, quá ngon nè. Đó, cân nặng của nó cũng nhẹ đấy anh em. Hàng cao cấp nó khác với hàng bình dân. 5m3 370g cán vợt nha. Rồi, cây này mã số 12 giá 2 triệu nha. Anh em nào biết thì sẽ là giá rẻ, còn anh em là không biết sẽ là giá mắc. Như vậy thôi, anh em tự quyết định nha, tiền trong túi anh em thì ai không ai móc được đâu, anh em tự vô quyết định tìm hiểu trước khi mua nha. 2 triệu cán vật mã số 12. Rồi tiếp tục lên cho anh em mình một cái siêu cần tay nha anh em, cần tay VIP, cái cần Shimano, cái cần Shimano mới chưa gợn sóng luôn nè, Shimano nè, 9m zoom 9m rưỡi 9m nha, 9m rưỡi dung 9m nè. Hàng nội địa nha anh em, nội địa đời mới nha. Đây, tem nội địa nè. Nói chung là cái cần này nó đẹp. Đẹp chưa một vết rợn luôn, Alpha Zoom, hàng Shimano nha. Cây này chú bác anh em lớn tuổi nào thì thích hợp với cây này. Đặc biệt chú bác đâu nha, Alpha Zoom luôn nè. Cái nút đầy uy tín. Nói chung cái cần mình là nó không có một lỗi, nó không có một vết rợn gì hết. Độ bu xây 360. Nguyên zin nguyên bản 100%, chưa một vết gợn. Cần viết nha, cây này nó cứng tầm khoảng 6H, 5-6H nha anh em. Nó nói chung là cần đẹp, chưa vết gợn, đẹp nhất nách Shimano chính hãng nha. Đây, cân nặng của mình cây này là 309g, cứng tầm khoảng 5-6H. Nó này chú bác lớn tuổi nè mà đi câu mà hay đi câu cá sặc đồ, ngọn 1.5 ly hay đi câu cá sặc bổi cá chê cá rô đó, hoặc là câu mấy con cá mà xa bờ đó, cầm nguyên cây câu cả ngày, cây này vô địch nha, nhà tin 309g nha, cần VIP luôn, Shimano chính hãng.
cái cây này giá hộp nó té xỉu luôn, không có giá này đâu. Cây này mã số 13 nha, giá 3 triệu nha anh em. Rồi tiếp tục lên anh em mình cần Ikeda nha, lâu lắm rồi mới có hàng Ikeda trả lời. Cây này Ikeda cũng Ikeda VIP nha anh em. Ikeda. Cây này hàng cũng Ryobi. Bắt máy Fuji dài 1m8 nha anh em. Đó, Ikeda. Cá tráp, cá hành, cua tôm rồi. Đây. Rồi, cây Ikeda này mã số 14 nha, em bán giá 1,2 triệu nha quý anh em. Mã số 14 giá 1,2 triệu. Tiếp tục lên cho anh em là cần xuất lở. Cây này hàng có Shimano Holiday Spring cứng 20 3.9 nha. Đây, tem nội địa. Đó, cây này hàng Korea xuất Nhật nha anh em. Cây này mới chát là bắt máy Fuji, phải Fuji. Hàng Shimano. Có mấy cái này thì trong vòng dài nút nhạc là bay. Anh em rất là chuộng những cây này. Đó, fan Fuji đẹp đàng hoàng. Đó, cây này thì mới bóc. Đó. Cây này thì mới chát luôn nha anh em, cứng 20 3.9. gram. Ngọn của mình là 2,5 cm. Gốc là 22. Mã số 15 em bán giá 900 nha. Mã số 15 giá 900. Tiếp tục lên cho anh em mình một cái cần tay nha. Đó, hôm trước anh em nào mà mua không kịp hoặc kiếm chưa có thì cây này nha anh em. Cây Daiwa Carbon Gold hồng hạt nha. Riêng về những cái dòng cần như thế này, anh em câu cá em bao anh em gãy, em đổi anh em cây khác nha. Với trường hợp là anh em giật cá mà nó gãy đó nha. Còn trường hợp xấu mà anh em dậm đạp lên, hoặc trường hợp xấu mà bắt khả dĩ đâu đó, xe cá ngang thì em không có đảm bảo nha. Còn riêng với những cái phôi cần nội địa đời đầu mà cái dòng hồng hạt này thì anh em câu cá em bao gãy em đổi cây khác. Em bán hàng Nhật bãi mà những cái dòng cần này em dám tự tin em bao anh em mình chơi như vậy đó nha. Cái đây qua hồng hạt carbon gold này nè. Tại vì mấy cái cây này em biết rồi, nó thường thường nó về cái hộp, cái giá của nó anh em không tưởng tượng nổi đâu. Cái chất lượng những cây này em mới dám tự tin em bao cho nên mình chơi như vậy. Trước về có mấy cây có hộp kìa, em bây giờ không có hộp, giờ em nói giá anh em không có tin nổi đâu. Em trước giờ em không có nước phét, em bán được trước bây giờ ngay thẳng lắm, em nói thẳng thẳng ngay từ đầu cho dễ nha. Hồng hạt bay nhóc chứ nè. Thường thường nó nói thuốc đắng giả tật gì đó, nói thật thì mít lòng, tại mình thật ngay từ đầu, chịu được thì chịu không được thì thôi ha. Ấp à, úng mà gian dưới dưới mập mờ vậy đó khó chịu lắm. Anh em mua bán em viết trước cái giờ, ví dụ anh em nói mua cây này về tôi câu như vậy vậy đó, có câu được hay không? Còn em không, em nói thẳng như là không, anh em cố chấp mua em cũng không bán. Còn nhầm người thì họ lại bán sản phẩm của họ bất chấp. Cân nặng là 439 gram, họ bán bất chấp, nói đủ kiểu rồi họ bán được cái sản phẩm đó. Còn không có, cây này ngọn ly gửi nha. Rồi cây này mã số 16 em bán giá 2 triệu nha. Các buôn bán của em khác, anh em mua về bán sản phẩm của mình, anh em về họ câu chứ không phải anh em mua sản phẩm mà mua về tốn tiền mua thêm cục tức ém vô người nữa thì nó khó chịu cực kỳ lắm. Cảm giác đó mình cũng từng trải rồi, mình cũng biết thì em buôn bán nó thẳng ngay từ đầu cho nó dễ chịu nha. Bởi vì những cái người mà bơm hàng của em tào lao mới lao rồi em chặn tuyệt đối, em chặn hết. Ví dụ mua nhiều lần, một lần hay lần cũng vậy, mà với lý do tào lao rồi chặn sạch hết, không có buôn bán lần sau nó khỏi gian díu tiếp nữa. Bán được em nhập vô em lô giao vài trăm cây rồi chuyển khoản trước cái rẹt gửi hàng xong rồi nhị dừa. Đó, tiếp theo tên như quý anh em mình đem cái cần hai khúc nha nè. Cần hai khúc phải xích lá nha, bắt mắt Fuji tâm vàng nè, dòng Holder Voison Made in Korea, sản xuất Korea xuất Nhật nha. Cây này hàng của Ryobi, hãng của Ryobi á, 2m4. Cây này cứng khoảng tầm 100 đến 120 nha anh em, rất cứng nha, cứng 100 đến 120 á, quen của xích hết đầu bu chống sắn luôn nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 cái fan của xích nha, rất mới, giá mì mèo luôn. Giá này chắc nhỉnh hơn bộ khoe một tí. Cân nặng 252 gram.
252g ngọn 2 ly. Rồi, cây này mã số 17 em bán giá 1 triệu thôi, 1 triệu 2 mà bán 1 triệu thôi. Nó bán gì đó, ai kình lại không? Tiếp tục lên cho anh em mình còn luôn mấy ngang nha nè. Thì cái cây này em về được một cặp nha, một cây ngang và một cây đứng. Nó còn cây đứng nữa, cây máy đứng nó giống hệt gì luôn nè. Nó cũng mới chát gì luôn nè, nhưng mà cây máy đứng thì nó size ML, còn cây này thì size MH nha. Anh em muốn lấy một cặp thì lấy luôn một cặp, còn không có thì lấy cây máy ngang cũng được. Majora Rap Gabara nè, chưa là bọc rồi nữa. Nói chung là mới chát nha anh em, bắt máy Fuji rồi chính hãng. Đây, mới tinh tươm. Thông số của mình đây. Cây này là dài 6,6 là 1m98 size MH nha anh em. Nó lùa từ 1/4 đến 1 OZ, tải cá từ 12 đến 20 là bao. Và dòng Myograph này là dòng đời mới và made in China nha, sản xuất tại China xuất Nhật, và hãng này hãng đình đám của Nhật nha anh em. Tuổi đời rất là lâu rồi. Đó. Rồi cây này mới bóc qua. Cân nặng của mình là 129g. Ngọn của mình là 2 ly, 1.8 gần 2 ly. Cây này mã số 18, giá 1 triệu 2 nha. Số 18 giá 1 triệu 2. Tiếp tục lên cho anh em một cái cần tay. Cây này cũng vậy, full cái bao da luôn nè. Thông số đây, 4,5 m. Anh em điểu nè, đây một cái điểu cực kỳ điểu nè, anh em chưa? Nó bởi vì nhiều khi anh em mua hàng bãi á, mà anh em kỹ quá thì khó chơi hàng bãi lắm. Nó kỹ quá mình mua hàng mới cũng vậy. Đây thực chất cây này là mới, gần như là chưa sử dụng nè. Đây hàng mới cho anh cần ghi 45. Anh em nhân 3 thường thường 45 sẽ 4,5 m đúng không? 15 sẽ 4,5 m đúng không? Về cái anh em đo thực tế là thiếu, anh em nói cái cần này nó hụt ngọn rồi, không lấy nữa hoàn về. Nó thực chất đây cây điểu nè, 4,5 m chiều dài thực tế 4,4 m, mất hết 10 phân. Đó cách điểu nha. Nhiều khi anh em mua hàng bãi anh em phải chăm trước vui gì cho người bán giùm nha. Nhiều khi mấy cái đó mà em quạng về là tội nghiệp cho người bán lắm, khổ lắm nha anh em ơi. 44 nè, đó thu gọn 105 cm, ngọn 0.8, góc 23 nè, nặng 150g, nông lắm nè. Đó cái cây này thì nó có đi kèm một cái dây với lưỡi chung nè nha. Còn cái cần mình trong đây cứng đều 3H 3,5 H nha anh em, hàng Alpha King Full HD, dài 4,4 m, mới chát, nguyên zin nguyên bản hết toàn bộ mình, tất cả đầu lóng chống nổ hết, đúng rồi, cây này có chống nổ tất cả hết nè, chống nổ đầu lóng hết toàn bộ nguyên zin nguyên bản hết nha, mới gần như chưa sử dụng. Đó thông số chi tiết nãy em báo mình rồi, cây này mã số 13 nha, em bán giá 1 triệu. Bởi vì nhiều người mà họ không biết gì hết. Có những tay em nói rồi, hôm trước có ông khách kia, con khách quen của em mà cũng mua hàng nhiều hàng em lắm, đặt 2 cây về cái nghe theo thằng cha nào xàm lông bláp xàm bláp ngu què nào, cái về cái tôi nói ra nói vô cái cần, nói cái cần em bán là cái cần phíp, nói em bán cái cần phíp mà tính giá carbon, rồi chửi em buôn bán không có tâm, buôn bán không có đạo đức, rồi tồn tại lâu dài. Thì em lúc đó là em chưa biết gì hết, em chưa xác định ghê trơn, hỏi là tình trạng như thế nào, quay anh chụp anh gỡ Zalo cho em xem, nói quay ông chụp anh gỡ Zalo cho em xem, anh chụp nguyên cái dòng chữ gắt phi rồi cái gì đó, ông nói cái này là phíp nè. Đó em nghĩ là có thằng tay khách hàng mua em đứt trước giờ nhiều lắm rồi mà phải mua lần đầu đâu, em nghĩ là cái này về nhận hàng ngồi cà phê cà pháo chung với thằng cha nào á, nó nói phíp, nó nói anh kêu á mở Google lên dịch cái từ gấp phía ra là từ gì, rồi còn cái thằng nào á mà nói nên cái cần phíp á thì kêu nó điện thoại nói chuyện với em, nếu mà nó chứng minh đó là cần phíp á là em tặng anh, em hoàn trả gấp đôi số tiền cái cần để em bán cho anh. Thật dù khách quen nó chỗ của ông ấy thôi, nhưng mà chưa gì hết nhảy vô mà chửi em này nọ phải không, là em phăng thẳng vô mặt hết. Nó mất khách em cũng chịu nữa, có tính cách của em là vậy. Có còn cái vụ mà muốn phê phán một ai đó mình tìm hiểu kỹ trước cái sản phẩm đi, từ gắp phia của người ta dám dịch ra là một phíp bơ cần phíp xạ mà lát. Rồi tiếp tục ha, lên cho quý anh em mình đây là một cái cần rút mini, cây này thu gọn 40 cm, cây này rất mới rất đẹp nha, bắt máu Fuji fan Fuji đồng bộ hết, tem xuất Nhật, đó tem nội địa đây, cứng 30 2,1 m, carbon sắn toàn bộ hết, mới chát luôn nha, 30 2,4 m, cây này cứng lắm,
nó cứng hơn mà hắc nhiều á, em không biết tả sao mà cứng lắm. 2m4 cứng 30 là cứng nhất của cái cần rút mini nha, mà cây này cứng lắm, em vũ nó còn không cong được cái đọt đó nè, đó cứng lắm nha. Nó so với cần lua là mà hắc là không có cửa cho nó, phải hơn mà hắc đó. Cây này thì rất là mới nha. Cân nặng của mình 135g, 1-2 ly. Cây này mã số 20 đang bán giá 700. Số 20 giá 700, tiếp tục lên cho anh em một cần lua mới đứng nha anh em. Cần lua mới đứng cây này hàng con Shimano, cán gỗ bằng. Đó, bắt máy Fuji Shimano. Tem xuất Nhật đây. Cây này hàng Shimano Bot One nha, Shimano Bot One XT. Đó, 2602/2. Cây này dài 1m8 nè, lua từ 4 nó lua từ 4 đến 14g, tải cá từ 4 đến 12 là bao, hàng Korea nha nè, sản xuất Korea xuất Nhật, cần cũng rất là mới fan Fuji. Đó, cây này đặc biệt cái là nó cắm trong nha anh em. Nè, có nghĩa là cái gốc này nó cắm như trong ngọn này nè, nên cái cần mình thứ nhất là cái độ tải mình chia đều hết nguyên cần, và cái thứ hai anh em nhìn cái cần mình rất là gọn. Nó không có bị thù lù chỗ này, ví dụ thay vì cái ngọn cắm lên đây. Chỗ này anh em sẽ nhìn thấy thù lù, chỗ này anh em cầm vô cái cần mình nó thuôn từ đầu đến ngọn hết nha. Và đặc biệt có dòng Shimano nó chuyên làm như vậy. Đó, nên cần mình rất là mảnh khảnh. Cân nặng của mình là 100g đúng. Ngọn là 1 ly 9. Cây này mã số 21 em bán giá 700. Mã số 21 giá 700. Rồi, tiếp tục lên cho anh em mình một cây duy nhất luôn nha. Vài tháng về, nói chung vài tháng thì kỳ quá, có thể nói là về vài ngàn cây mới có một cây như thế này. NFT bao lớp 3m3 nha anh em. Đọt tầm khoảng số 2, số 3 gì đó, nó không có ghi trên này. Em đi rút ra thực tế thôi, mấy chỗ này dính keo về anh em cạo giùm em. Cần thì rất là đẹp, 3m3. Cho nó về ngàn cây mới được cây như thế này đó. NFT bao lớp nha. Anh em nào mua thì tranh thủ. Không, thôi đợi lâu lắm. Nói chung cần cây này thì nó mới rất mới luôn à, mới chát luôn à. Nên em cũng khỏi cần nó nhìn kỹ lắm ha, em nhìn rồi. Em soi rồi. Mới chát. Một cây một, cây này đọc cả số 2. Đọc số 2 không tới số 3 đâu, đọc số 2 3m3 nha. Một cây một. Cân nặng 109g, ngọn 1 ly, 0.9. Cây này mã số 22 thì bán cho 1,5 triệu nha anh. Đợt trước em có một cây cũng giống hệt gì nè, mà cây kia fan xích bán 1,8 triệu. Còn cây này là fan Fuji đá xám, 1,5 triệu, mã số 22. Rồi tiếp tục lên cho anh em mình cần lua hệ nha anh em. Một cái cần lua hệ và liền một khúc nha. Nó toàn khốn nạn, như mấy cây toàn cần hệ nó một khúc không. Nó bên Nhật nó chuộng một khúc này hay sao á. Về toàn một khúc không, cần lua hệ nha anh em. Hàng Shimano. Cần máy ngang nha anh em, Shimano. Đây. Shimano. Hàng sản xuất Indo xuất Nhật, dài 6,8, 6,2m05. Lua 5 đến 21g, tải cá từ 8 đến 16 là bao. Nặng 3, không phải. CML. Đây, anh em có thể tra giá nha, anh em đánh Shimano. Cái dòng chữ này ra. Anh em sẽ ra giá tham khảo mà anh em tự tìm hiểu nha. Cây cần này tính tiền đô chứ hàng như hàng nó bắt xuất châu Âu hay sao. Anh em tìm cái giá Nhật, giá Yên Nhật chứ với giá kia nó không có đâu. Nó ra giá đô. Thì dự eBay á, thường mấy hàng châu Âu nó mới bán trên eBay với Amazon thôi. Còn mấy hàng khác ít bán lắm. Nè, xoắn hai da là xoắn gân, xoắn nhít hai da tới ngọn luôn nha anh em. Fan Fuxix toàn bộ hết. Đó, anh em có tra giá thử nha, rồi anh em quay lại anh em mua cũng chưa muộn đâu. Đó, xoắn ít gân toàn thân cho phải ít thường nha. Đây, cần mình như vậy, cái khí khốn là nó một khúc thôi, ước chuyển được hai khúc thì nó bán cho nó tới đồng tiền bắt gạo. Mới đáng giá trị của cái cần, còn một khúc thì nó mất giá trị rồi. Chứ bằng 1/3, giá 1/3, 1/4 giá mới thôi. Tại vì nó là một khúc, nó mới giá vậy. Cân nặng của mình 140g. 140g ngọn của mình, cây này ngọn của nó là 1,8. Rồi, cây này mã số 23, giá 2 triệu nha nè. Mã số 23 giá 2 triệu, một khúc, mất giá trị. Rồi, tiếp tục lên cho anh em cây cuối cùng, cây cần lua nha.
em có bao cần cần lua 3 mét rất là mới nha, một cây một. Thường thường mấy hàng bãi này anh em kiếm cần lua mà 3 mét đồ hết 7 3 mét còn nó ít lắm, nó hiếm lắm. Giờ thường thường 1m6, 1m65, 1m68, 1m8 là cùng, lâu lâu có cây 2m1, cây 2m4 nha. Còn 2m7 với 3 mét cái này gần như là ít thấy luôn. Đó thì cái này đường cây nha, cây duy nhất. Nè, cây này nói chung rất là mới. Cán gỗ bần nó còn chưa lột màng co nó nè. Còn chưa xỉn màu nó, chưa ngã màu nữa. Máy Fuji. Đó, tem nội địa nè. 3 mét nha. Sản xuất Korea, xuất Nhật nha anh em. Đó, tất cả được tem Fuji. Cây này em test thử rồi. Nó tầm khoảng size M đó nha anh em. Cây này anh em quấn nháy sóng là vừa chơi luôn. Anh em lure nháy sóng là vừa luôn, đi mồi rất đẹp luôn. Nha. Cực rất còn rất ngon lành, rất là mới. Nó một cây một. Cân nặng của mình cây này là 343 gram. 343 ngọn của mình là 2.8 luôn. Rồi, cây này mã số 24 em bán giá 900 nha. Đó là tất cả những mã hàng hôm nay. Rồi hôm nay nói chung là có nhiều cái chia sẻ quá. Có nhiều cái này cái nọ nói chung nói để anh em mình biết nắm bắt. Rồi cái thứ hai anh em rút kinh nghiệm để mua chỗ khác nha. Còn những cái trường hợp mà em kể ra rồi thì nó không còn mua cơ hội để em bán lần nữa đâu. Có thể là trên YouTube này ảnh còn thấy, nhưng mà qua Zalo số điện thoại em chặn mất tiêu rồi, nó không còn nữa đâu nha. Rồi, xin chào tất cả quý anh em mình, thì em cũng xin chúc tất cả quý anh em mình thì cái mùa này là ngay mùa cúm này, hầu như là từ Bắc vào Nam ai anh em nhà người người được cúm hết, hầu như là vậy đó. Thì cứ như chúc, thứ nhất là chúc quý anh em mình nhiều sức khỏe nè, nhiều thành công. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha. Xin chào.